Kính thưa các bạn, 3-4 ngày nay là mình bị cảm, mình mệt trong người lắm, mình không thể nào chia sẻ cho các bạn được, mình xin lỗi các bạn. Nhưng hôm nay đáng lẽ mình không chia sẻ đâu, nhưng mà mình bức xúc quá, mình phải lên mình nói luôn, mình quá là tức. Một số bạn á đã làm thành công thì mình xin chúc mừng, còn những số bạn mà không học hỏi kỹ, không làm kỹ những video đó, rồi bị gỡ xuống do không lấy đúng nguồn, mình đã chỉ các bạn trong cái phần là cách lấy bản quyền hợp pháp. Mình đã chỉ các bạn cách biến video bản quyền thành video của bạn. Thì các bạn, cái nguồn video lấy từ đâu mình đã chỉ các bạn rồi, mà các bạn không chịu xem cực kỹ, rồi các bạn làm. Tại sao tôi làm được mà các bạn làm không được? Và các bạn phát trực tiếp xong, công chiếu xong, các bạn đòi view liền, view đâu đổ về cho các bạn liền. Lúc các bạn phát trực tiếp, công chiếu xong nó chỉ có khoảng cao lắm là 1.000 người xem cho các bạn là quá tay. Nhưng các bạn phải rất là may mắn khi các bạn được 500-600 người coi cho các bạn. Vì 500-600 người đó nó sẽ nhân lên theo số thời gian và nó sẽ lên cái hàng ngàn, hàng hàng 10.000, 19.000 là chuyện bình thường, 20.000 luôn. Và hôm nay mình sẽ chỉ các bạn cách coi cái lượt xem thật nó như thế nào nha các bạn. Sau khi các bạn công chiếu và phát trực tiếp xong, các bạn thấy có 200-300 view à, nhưng thực chất nó là 20-30.000 view đó, chứ không phải là 200-300 view đâu các bạn. Nhưng mà tại vì chưa cập nhật kịp thì cho các bạn thôi. Hôm nay mình sẽ chỉ các bạn cho các bạn biết được cái lượng view thật của bạn sau khi các bạn công chiếu xong nha. Rồi các bạn hãy vội, đừng có vội mà chửi mình, và hãy rút những cái lời nói đó lại bằng một cái lời xin lỗi đối với mình đi, vì mình đã quá sống thật lòng với các bạn rồi. Không một YouTuber nào mà chia sẻ thật lòng với mình đâu, mình tin chắc là như vậy luôn đó các bạn, hiếm lắm đó nha các bạn. Rồi các bạn xem màn hình nè, cái lượt xem thật của các bạn là như thế nào nha. Kính thưa các bạn, và bây giờ mình sẽ chỉ các bạn cái cách mà các bạn kiểm tra lượt xem thật, lượt view thật của các bạn sau khi các bạn trực tiếp xong trận đá banh nha, để các bạn hiểu được và các bạn đừng có trách lầm mình nữa nha. Các bạn vào cửa hàng CH Play. Nếu mà các bạn xài iPhone á thì các bạn cũng tải cái ứng dụng YouTube Studio này cho mình. Tải cái ứng dụng này về cho mình nha. Như mình tải rồi thì mình không cần tải nữa, và mình mở lên. Thì như các bạn đã thấy, mình mở lên trên màn hình thì nó ra có 1.000 view. Là trước đây thì nó cách đây cỡ 1-2 giờ trước là chỉ có 1-200 view, và nó đứng luôn vậy đó, giờ là được ngàn view. Nhưng thật chất nó đã 1.000 view này rồi, nhưng mà thật chất bạn biết nó bao nhiêu ngàn view chưa? Thật chất của nó luôn là 19.000 rồi đó các bạn. Các bạn kiểm tra rất là đơn giản, các bạn tải ứng dụng này về rồi các bạn sử dụng rất là đơn giản luôn. Các bạn tải về nha, xong các bạn bấm vô cái kênh của các bạn, và các bạn bấm vô cái video của các bạn nè, xong các bạn bấm cái chữ xem thêm nè, nó sẽ ra được xem thật. Mà cái lượng view này đổ về trong thời gian mà vừa phát trực tiếp xong, vừa công chiếu xong. Đó, các bạn đừng có trách lầm mình nha. Những cái video này cách đây 1 giờ trước là nó chỉ có 300-400 view à, nhưng bây giờ lên 1.800 rồi nè. Nhưng thực chất nó phải 1.800 nữa luôn. Bạn nhấn vô nè, các bạn xem thêm nè, thực chất là 9.900 rồi đó, gần 10.000 rồi đó, mà YouTube chưa kịp cập nhật cho các bạn đó. Nên các bạn đừng có vội mà trách lầm mình rồi nói này kia mình nữa, mình rất là buồn luôn nha các bạn. Đó là những cái video mình đã làm và mình demo cho các bạn xem để mà các bạn làm. Thì bây giờ mình không giấu gì các bạn, mình vô thẳng luôn cái kênh đó cho các bạn xem luôn. Rồi, các bạn không biết mà cách vào trình duyệt như thế nào mình cũng chỉ luôn. Thì các bạn vô cái trình duyệt Google Chrome đó, các bạn bấm vào ba gạch này nè, các bạn kéo xuống dưới thì nó sẽ có trang web cho máy tính, và bấm vô là sẽ ra trình duyệt như vậy đó. Các bạn thấy cái video này thì hiện tại nó chỉ có 1.400 lượt xem, nhưng thực chất của nó luôn là gần 20.000 rồi đó. Hồi nãy mình đã cho các bạn xem rồi đó. Và phần thông tin chỉnh sửa mình sẽ cho bạn coi luôn là mình làm những gì nè. Mà nó chỉ các bạn từng ly từng tí, mà các bạn không có làm theo thì phải các bạn không được view nhiều thôi. Nhưng mà lượt view á, mới đầu chỉ có 1-200 mà, nhưng mà lát nữa nó lên rất là cao. Đó, nhưng thời gian thật nó tính là có 1.400 rồi, nhưng thực chất là gần 20.000 lượt view đó. Nè, mình cũng ghi tiêu đề thẻ tag y chang như vậy. Qua cài đặt nâng cao mình cũng ghi thể thao công chiếu ngày hôm nay. Rồi, phần bản dịch cũng vậy nữa, mình cho dịch qua tiếng Thái hết luôn. Đó, mình cũng làm y chang vậy thôi, mình đã chỉ các bạn từng ly từng tí hết rồi. Mà các bạn không chịu làm thì các bạn đâu có làm được đâu, đúng không? Đó là như vậy. Đó, các bạn coi nè. Đó, view có 2.400 thôi, nhưng mà thực chất nó là 9-10.000 rồi đó. Đó, mình cũng để công chiếu ngày hôm nay luôn. Mấy hôm nay mình bệnh quá, mình cũng không có thời gian mà mình làm video cho các bạn xem được. Đó, mình cũng để dịch qua tiếng Thái, mình chỉ các bạn làm đúng như hết luôn, mình có làm gì sai không. Đó, các bạn cứ làm theo là sẽ được thôi. Và các bạn đừng có trách mình là tại sao view nó không đổ về cho các bạn nha. View nằm đây nè các bạn.
Các bạn tải cái ứng dụng mà YouTube Studio về nè. Đó. Bạn bấm vô, rồi bạn bấm vô cái video của bạn nè, bạn xem thêm nè. Đó, lượt view thật của bạn là 19.000 rồi nè. Còn video này nè, 2.400 nè. Nhưng thực chất của nó luôn là gần 10.000 rồi nè các bạn. Đó, mới hồi nãy mình thấy là bạn thấy 2.400 không, giờ cập nhật lên 3.000 liền luôn nè. Đó, mình không bao giờ giấu các bạn gì hết. Nên các bạn xem video cho kỹ, rồi các bạn hãy đánh giá và nói người ta nha. Rồi bây giờ mình cũng xin nói lại với các bạn luôn. Đó, thì các bạn đã thấy các video như thế này, thì bây giờ khoảng chừng 2 ngày sau là mình cập nhật đủ số view hết rồi đó, mình sẽ vào chỉnh sửa. Mình vào chỉnh sửa xong mình cũng vào nâng cao. Rồi, mình sẽ cắt bỏ. Đó, các bạn thấy không? Mình sẽ cắt bỏ những thứ không thuộc về mình và chừa đúng cái đoạn vlog này của mình lại thôi. Đó là những cái chia sẻ mình đã dành cho các bạn mà các bạn không kiểu coi hết video và các bạn trách lầm mình, rồi các bạn nói mình nói xạo, chỉ các bạn làm không được, các bạn làm có giống người ta không, các bạn tải có đúng cái chỗ mình yêu cầu các bạn tải không. Mình tải kêu các bạn tải trên trên cái kênh YouTube Ngọc Hiền Tube, các bạn có tải trên đó không hay các bạn tải chỗ khác, rồi các bạn bị dính bản quyền ở đâu đó các bạn đổ thừa cho mình, đúng chưa? Các bạn xem kỹ lại coi cái video vừa rồi đó, mình tải ở đâu, mình làm những gì, thì các bạn làm y chang vậy, các bạn sẽ không bao giờ bị. Rồi các bạn đừng vội trách lầm người ta nữa nha. Trước khi mình nói cái những gì á là mình phải kiểm tra cho thiệt kỹ, mình có biết cái kiến thức mình có thiệt thiệt tốt hay không, mình nói như vậy có đúng hay không, có làm tổn thương người khác hay không. Thì mình đã nói chứ, mình nói mà để tổn thương người khác thì mình nói làm chi vậy, để cho người ta đau lòng như vậy. Trong khi mà những gì mình chia sẻ các bạn là tận lòng mình biết được, mình chia sẻ các bạn không làm theo giống y như vậy, mà các bạn tải những nguồn video mà ta cấm các bạn á, mình đã từng nói biết bao nhiêu lần rồi, ta cấm các bạn mang tải về những cái trang được phép tải á, mình đã chia sẻ với các bạn trong cái video là biến video bản quyền thành video của bạn phần 2 rồi đó. Các bạn có tải đúng như chỗ đó thì các bạn không bao giờ bị hết. Và các bạn làm á là bạn phải có lương tâm của các bạn nữa. Các bạn xem video á, các bạn xem cho nó kỹ, thiệt kỹ, bạn xem không bỏ 1 phút 1 giây nào á thì là các bạn mới thành công được. Các bạn mới nghe ta nói những gì, các bạn không bỏ sót được. Các bạn vội vã như ta đây là biết rồi bạn tu qua lấy khúc hay các bạn coi thôi, thì không bao giờ bạn thành công được đâu. Những người ta chia sẻ từng ly từng tí từng chút chút cho các bạn coi. Các bạn làm theo y như vậy là các bạn sẽ thành công. Tại sao người ta làm thành công mà mình không thành công, là tại sao vậy? Là thứ nhất là mình coi video không hết, cái thứ hai nữa là mình không chịu học hỏi, mình lúc nào cũng chưa làm mình đã thất bại rồi. Người thông minh luôn tìm phương pháp và kẻ thất bại luôn viện lý do, nên các bạn đừng có lý do gì hết, hãy làm đi là các bạn sẽ thành công thôi. Đó, mình chỉ nói ngắn gọn như vậy thôi. Mình rất là bức xúc luôn á, vì những lời mà các bạn dành cho mình nó hôi quá, nó thối quá luôn các bạn. Các bạn sẽ xem vào ngày mai á, coi cái lượng view của bạn có cập nhật đúng không. Lúc các bạn công chiếu á là cái, hoặc là bạn phát trực tiếp bạn thấy có 100-200 người coi à, rồi các bạn kết thúc bạn thấy có 100-200 người coi à, các bạn tưởng đó là cái rồi chỉ có 100-200 người coi thôi, nhưng thực chất cả ngàn người đang coi các bạn đó mà nó cập nhật không kịp đó. Các bạn hãy tải cái phần mềm mình giới thiệu với các bạn đó là phần mềm YouTube Studio, các bạn tải về các bạn xem đi coi đúng như vậy hay không nha các bạn, rồi hãy vội đánh giá và chửi người khác đi nha.